Vừa gửi gắm Linh Lung chuyển lời với Toàn Cơ xong thì quay ra đã thấy bản mặt của Liễu Đại Ca nghe lén. Tư Phượng nói với anh sẽ quyết tâm giúp Toàn Cơ tìm các mảnh kính vạn kiếp, ai ngờ độ hóng hớt của ca ca này quá cao cũng biết đến mảnh kính này, còn đã từng thấy một mảnh trong lúc đảo đường trốn. Nhưng để lấy được mảnh kính này đâu có dễ, nước ở khổ thủy hà sẽ khiến người chạm vào như bị lửa thiêu, ai ngờ bé Phượng ta quyết tâm phải lấy cho bằng được. Linh Lung hay tin Toàn Cơ phải đi nơi khác tu hành hết sức lo lắng, nhưng Toàn Cơ không muốn mãi làm người vô dụng nên ra sức thuyết phục tỷ tỷ. Linh Lung chợt nhớ ra chiếc chuông mà Tư Phượng gửi bèn đưa cho Toàn Cơ. Nhưng lúc này Tư Phượng đang lội khổ thủy hà để kiếm mảnh vỡ nên không nghe được tiếng cô, đến khi anh một thân bị thương trở lại gọi cô lại lăn ra ngủ mất. Liễu Đại Ca yêu một người phụ nữ trần gian xinh đẹp, sau khi anh về Ly Trạch Cung cô phát hiện mình có thai, giấu anh hạ sinh đứa bé tên Ngọc Nhi rồi ôm theo con gian khổ tìm đến Ly Trạch Cung. Liễu Đại Ca muốn mang hai mẹ con vào rừng sâu ẩn cư nhưng bị cung chủ phát hiện đuổi hai mẹ con đi, anh thì bị bắt lại. Để bảo vệ hai mẹ con anh lập lời thề không bao giờ rời khỏi Ly Trạch Cung, chỉ dám lén lút đi nhìn Ngọc Nhi. Một thủ hạ mang cơm vào phòng giam, Liễu Đại Ca nhìn thấy túi đeo trên người hắn quen mắt nên tra hỏi. Thì ra có người gửi tin con của hắn bị gọi là con hoang đánh nhau với người ta bị ngã xuống núi. Tư Phượng chắn đường cho Liễu Đại Ca đi cứu con nên bị bắt đưa đến đại điện. Anh bắt đầu phản kháng với những quy định khô khan của Ly Trạch Cung, các trưởng lão nhân cơ hội ép cung chủ phạt anh nhưng ông vẫn không chịu. Ngờ đâu, Tư Phượng nổi máu anh hùng không đúng lúc tự nguyện chịu phạt, anh bị thu lại lệnh bài đẩy xuống tháp luyện ngục thập tam giới. Toàn Cơ theo Hạo Thần đi tu hành được Húc Dương sư phụ thu nhận làm đệ tử. Sư phụ Húc Dương cũng giao hết quyền lại cho Hạo Thần, cho Toàn Cơ đi theo sư huynh tu luyện, không biết ai là sư phụ luôn á. Công pháp của Húc Dương Phong là đại đạo vô tình khuyết, người tu phải từ bỏ hết tạp niệm, đạt đến độ vong tình. Hạo Thần nói cô lục thức chưa mở nên rất hợp, sau này trở thành người bảo vệ cảnh giới. Để cho cô tập trung tu hành, anh cất hết mọi bảo bối của cô, cắt đứt liên lạc của cô với mọi người, đợi cô học thành tài anh sẽ trả lại. Cô xin anh để lại chiếc chuông của Tư Phượng nhưng anh không chịu. Anh gạ gẫm cho cô một pháp bảo khác là một chiếc ô để làm mệnh kiếm, còn cô chỉ nghĩ đến che mưa nắng. Tư Phượng bị đẩy vào 13 tầng ngục toàn dị thú yêu linh hung dữ, trận pháp hút hồn, buộc phải đi hết các tầng để tìm được đường ra. Anh quyết tâm sống sót ra khỏi nơi đây để có thể gặp lại Toàn Cơ. Còn cô, buổi tu luyện đầu tiên đã đến muộn lại còn kêu đói, Hạo Thần ra quy định một ngày chỉ được ăn một bữa, phải học cách dùng ngự kiếm đuổi theo đồ ăn. Toàn Cơ chật vật đuổi theo con gà té cái uịch, sư huynh cũng bó tay bất lực. Toàn Cơ không đuổi được đành nhịn đói, về phòng đành cũng không có phải tự học chú để thắp sáng. Tư Phượng một thân bị hương lê lết trong tháp, tay nắm chặt chuông vạn dặm nhớ về Toàn Cơ, anh nghĩ do cô ngốc nghếch đã làm rơi chuông nên không gọi được. Toàn Cơ tu luyện ngày càng tiến bộ, không còn phải nhịn đói nữa rồi, cô lén chép thuật chú vào tà áo để qua bài thi nhưng làm sao qua mắt được Hạo Thần. Cô hỏi anh không có bạn bè hay sao, anh kể với cô anh từng có một người bạn nhưng người đó phản bội anh phạm phải sai lầm lớn, anh không phát hiện kịp nên không thể ngăn cô lại. Toàn Cơ thì rất tự hào cô có những người bạn rất tốt. Trong ánh mắt và lời nói dành cho Toàn Cơ, ông sư huynh Hạo Thần này có gì đó thật mờ ám. Tư Phượng ở trong tháp không ngừng kiên trì chiến đấu với cả tâm ma của mình một trận sống còn nhưng anh vẫn luôn nghĩ về Toàn Cơ không hề nhụt chí. Cuối cùng anh cũng vượt qua được nhưng lại bị hai vị cung chủ bắt đeo mặt nạ tình nhân chú. Mặt nạ này khi đeo vào sẽ phải vứt bỏ tình cảm, nếu không rễ của nó sẽ mọc trong cơ thể, mỗi lần tổn thương vì tình yêu phù chú sẽ phát một lần, sau 3 lần sẽ mất mạng. Nếu anh muốn được tự do thì phải đeo nó, anh bướng bỉnh không nghe lời. Sư phụ tức giận bảo anh nếu không đeo thì tiếp tục ở cả đời trong tháp, Tư Phượng chấp nhận ở lại tự tìm đường ra. Toàn Cơ quen thói lười biếng, học tập không tiến bộ bị Hạo Thần trách mắng, cô vào phòng sách tìm tòi vô tình mở hộp gỗ thấy một quyển sách kỳ lạ ghi kính vạn kiếp bát hoang. Đột nhiên quyển sách bay lên mở ra phát ra ánh sáng làm cô giật mình. Đúng lúc này Hạo Thần xông ra làm phép đốt cháy quyển sách rồi bỏ đi. Toàn Cơ đuổi theo hỏi, Hạo Thần cấm Toàn Cơ không được tìm kiếm liên quan đến vạn kiếp bát hoang, cũng không cần nghĩ đến khôi phục lục thức nữa. Anh còn phạt cô đi chặt trúc, không xong không cho ăn cơm. Đêm đến, Hạo Thần đến bên giường Toàn Cơ muốn xóa hết ký ức về vạn kiếp bát hoang nhưng phát hiện ra ở nhân gian không sử dụng được pháp thuật. Còn nói lần này là lần lịch kiếp này là cơ hội cuối cùng của cô, anh muốn bảo vệ cô cả đời bình an thuận lợi độ kiếp, anh liệu là vị thần quân nào đây? Sáng hôm sau, Toàn Cơ tiếp tục chặt trúc, Hạo Thần đến bảo cô không cần chặt nữa còn lừa gạt cô vạn kiếm bát hoang là một tấm gương tà ác, mê hoặc ý chí con người, lợi dụng chấp niệm của lòng người để hút lấy linh hồn. Anh dùng những lời ngọt nhạt để cô từ bỏ việc tìm lại lục thức. Toàn Cơ ngây thơ đồng ý, anh thưởng luôn cho cô một bàn đồ ăn, cô vui vẻ nhào tới, đúng là chết vì ăn mà. Tư Phượng đi mãi chưa qua ải cuối cùng, anh dần mất niềm tin vì không thấy cô liên lạc lại, cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa. Biết hôm nay là sinh nhật cô, anh thầm chúc cô sinh nhật vui vẻ. Một tỷ tỷ chạy đến đưa quà cho Hạo Thần bị Toàn Cơ bắt gặp, nhưng anh biết cô nàng thích mình nên không chịu nhận quà, còn từ chối thẳng thừng. Cô nàng khóc lóc nói anh là kẻ tàn ác máu lạnh nhất, ngoài Toàn Cơ thì không quan tâm đến ai khác. Toàn Cơ ở đó ngây ngốc bị Hạo Thần phát hiện, cô lại tiếp tục 1000 câu hỏi vì sao. Anh đưa cô đến tàng thư các rồi bỏ đi lấy rượu, Toàn Cơ nhớ ra chiếc chuông Tư Phượng cho cô cũng ở đây bèn lén lút đi tìm. Cuối cùng cũng thấy cô cất tiếng gọi Tư Phượng, chưa kịp nghe hồi âm đã bị sư huynh đi vào cắt ngang, cô vội vã bỏ xuống kiếm cớ nói dối muốn hỏi bạn mình xem tình là gì, còn nói mình thích Lục sư huynh. Bên này Tư Phượng suýt gục ngã, nghe tiếng gọi trong chuông vừa thắp lên hy vọng thì lại nghe cô nói thích Mẫn Ngôn. Nhưng anh đâu biết cô không hề biết thích là như thế nào, từ nhỏ cô chơi với Mẫn Ngôn và Linh Lung, có gì học đều chia sẻ cho nhau, cô tưởng vậy là thích. Tư Phượng tuyệt vọng lại thấy sư phụ hiện ra nói tình người là thứ lạnh lẽo, sao anh phải vì nó ở đây chịu khổ, bảo anh đeo lên mặt nạ tình nhân chú. Nhưng anh vẫn do dự, sư phụ tung chiêu cuối cho anh xem hình ảnh Liễu Đại Ca bị trói chặt, mỗi canh giờ sẽ từng chút bị thả xuống hồ nước độc khiến toàn thân thối rữa nếu anh không chịu đeo mặt nạ. Cuối cùng anh chấp nhận, tự tay đeo lên mặt nạ tình nhân chú. Cánh cửa thoát ra ngoài cũng xuất hiện, anh vội vàng đi cứu Liễu Đại Ca. Liễu Đại Ca biết vì mình Tư Phượng mới đeo lên chiếc mặt nạ đó thì rất áy náy, nhưng Tư Phượng dường như đã thất vọng muốn cắt đứt ái tình. Để cứu Ngọc Nhi, Liễu ca ca muốn lên thiên giới tìm Thiên Nhãn. Ô Đồng trốn chui lủi cuối cùng cũng bị Ngũ Phái vây bắt, nhưng đột nhiên có luồng yêu khí bay đến đánh bại Ngũ Phái, đưa anh đi. Ô Đồng tỉnh dậy ở Thiên Khư Đường, địa bàn của ma giới muốn hợp tác cùng anh chống lại Ngũ Phái. 4 năm trôi qua, Toàn Cơ tu luyện thành công được quay trở về Thiếu Dương Phái. Ở Thiếu Dương, tình cảm của Linh Lung và Mẫn Ngôn cũng ngày càng thân thiết, có một nữ đệ tử không biết ngại tỏ tình với Mẫn Ngôn khiến Linh Lung điên tiết. Đúng lúc này một chiếc ô bất ngờ bay tới đẩy nữ đệ tử đó ra, theo sau đó là Toàn Cơ một thân khí phách. Thì ra ả ta là yêu quái, Toàn Cơ thuần thục dùng pháp bảo thi triển chiêu thức khiến ả ta bị hút vào pháp bảo. Mọi người rất vui mừng khi Toàn Cơ trở lại. Các bậc trưởng lão thì lo lắng về việc yêu ma trà trộn vào phái, phân công nhau không thể buông lỏng cảnh giác. Thấy Toàn Cơ tiến bộ vượt bậc, cha cho cô và mọi người xuống núi trải nghiệm. Sau 4 năm, cô cũng được cầm chiếc chuông vạn dặm, cô lắc chuông gọi Tư Phượng nhưng không ai nghe. Lúc này Tư Phượng đang luyện tập công pháp, chiếc chuông kia đã nằm trong tủ từ lâu. Đột nhiên, anh bị đánh lén nhưng nhanh chóng chống trả lại, thì ra là Liễu Đại Ca. Anh giờ đây đã lấy được Thiên Nhãn nên quay về Ly Trạch Cung. Anh nhìn mặt nạ của Tư Phượng lòng áy náy, hứa sẽ giúp Tư Phượng tìm cách tháo mặt nạ. Tư Phượng nói đây là lựa chọn của anh, mong Liễu Đại Ca đừng áy náy, anh sẽ chuyên tâm tu hành. Việc ảnh yêu bị Toàn Cơ phát hiện khiến ma giới lo sợ, nhưng đường chủ và Ô Đồng không muốn đợi thêm, chê trách Địa Lang làm việc chậm trễ. Ô Đồng tranh cãi với Địa Lang, xin đường chủ cho mình cơ hội đi lấy 4 chiếc chìa khóa. Thì ra Địa Lang bị phái Hiên Viên lừa đi lòng vòng tìm chìa khóa. Thấy thế, đường chủ phong cho Ô Đồng làm đàn chủ, giao cho anh trách nhiệm đi tìm chìa khóa. Với tư chất hơn người, Tư Phượng thành công tu luyện công pháp khiến cung chủ rất tự hào, sớm ngày muốn nhường vị trí cho anh khiến mọi người xôn xao bàn tán. Tư Phượng cùng sư đệ xuất cung hỗ trợ Thiếu Dương diệt yêu ma. Bên này cha, Hồng sư phụ và Hạo Thần cũng không ngừng dặn dò hai chị em Toàn Cơ và Lục sư huynh trước khi xuống núi. Toàn Cơ mỗi ngày đều gửi thư báo cáo tình hình cho Hạo Thần khiến anh cũng cười bất lực. Trên đường đến cung Ly Trạch, ba người gặp người dân đi lên núi cầu cứu vì gặp yêu quái hoành hành nên họ quyết định giúp người dân. Toàn Cơ mở sổ vạn yêu, dựa theo miêu tả của người dân biết đó là Cù Như Điểu thích ăn cỏ trúc dư. Ba người nhanh chóng bay lên núi tìm được cỏ trúc dư và dấu tích của yêu quái. Bỗng nhiên một con yêu quái bay tới, xô ngã Toàn Cơ, ba người đuổi theo nó đến một thung lũng tối đen như mực bốc mùi hôi tanh. Linh Lung chơi dại lấy cục pháo châm lửa thả xuống, hàng ngàn con Cù Như Điểu rít lên, lao như tên bắn ra ngoài khiến ba người quay cuồng chống đỡ. Lực lượng yêu quái quá đông khiến họ không thể nào đánh bại, Toàn Cơ vận công tạo lửa thiêu đốt yêu quái nhưng vẫn không đủ, còn khiến bản thân bị thương nặng hơn. Tư Phượng xuất hiện, đỡ lấy Toàn Cơ đang rơi tự do rồi vận công giết Cù Như Điểu. Toàn Cơ và mọi người nhận ra anh nhưng anh không nói gì, đuổi theo yêu quái, khi anh quay lại lạnh nhạt nói chuyện như không nhận ra mọi người. Ba người nhào tới nói chuyện với anh, Lục Yên Nhiên giang tay ngăn cản, chỉ có Nhược Ngọc bình tĩnh nói chuyện. Thì ra họ đến đây truy bắt Cù Như Điểu nhưng bị ba con người không não này làm loạn cả lên. Tư Phượng quyết định rời đi nhưng Toàn Cơ lại trúng độc ngất đi, mọi người đưa cô về khách trạm để trị thương. Vốn Cù Như Điểu không có độc nhưng dường như có ai đang điều khiển chúng khiến trên vuốt của chúng đều có độc. Tư Phượng trị thương cho Toàn Cơ đến khi cô tỉnh lại thì quay lưng rời đi khiến cô đuổi theo bị ngã. Cô giải thích với anh mình bị thu chuông nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ nói anh vẫn giữ lời hứa giúp cô tìm mảnh kính vạn kiếm bát hoang, sau đó đưa cô mảnh vỡ anh tìm được 4 năm trước, nhưng cô bảo không cần nhắc lại lời của Hạo Thần sư huynh rằng mình không cần khôi phục lục thức. Điều này khiến Tư Phượng thất vọng rời đi. Ngay lúc này một đàn Cù Như Điểu bay tới, Tư Phượng ra lệnh cho mọi người dựng kết giới. Tư Phượng mau chóng vẽ trận pháp truy hồn tìm tổ của chúng rồi dùng hồn lao đến đánh tên đang thi triển pháp thuật điều khiển yêu quái kia. Kết thúc trận pháp, yêu quái tản đi, Tư Phượng nói địa chỉ để mọi người tìm đến tổ tiêu diệt tên cầm đầu, còn anh bị thương nên ở lại. Anh đang vận công thì lại có yêu quái đến, may mà Toàn Cơ quay lại đánh đuổi. Cô nắm chặt tay anh không cho anh vận công vì sợ anh nguy hiểm tính mạng. Anh bắt đầu bối rối, mồ hôi như tắm tránh né cô lo lắng định tháo mặt nạ giúp anh nhưng anh gạt cô ra chạy trốn. Anh vào phòng vận công, cô chạy theo thấy anh ngồi im mồ hôi như tắm bèn lau giúp anh, xem chút vạch áo anh ra thì bị anh cản lại. Cô pha trò anh nhắm mắt tránh né, cô véo má anh, kể chuyện cười cho anh, muốn anh cười nhưng anh vẫn làm ngơ. Cô vô tình nhắc đến Mẫn Ngôn khiến anh nhớ lại lần nghe thấy cô nói thích Mẫn Ngôn, làm anh khó chịu vứt hoa của cô đi, mắng cô. Cô hỏi anh sao không giống trước kia, anh nói anh là đệ tử Ly Trạch Cung không có bạn bè, tình cảm gì, 4 năm cũng rất dài, thay đổi cũng là bình thường. Cô không tin nhắc lại mọi chuyện trước kia cho anh nghe nhưng anh tránh né. Cô nói anh rất có ý nghĩa đối với cô không muốn mất đi anh. Nghe câu này Tư Phượng không thể gồng mình được nữa rồi. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi. Nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.